Tiffany xin kính chào quý vị đang xem chương trình Beauty and Lifestyle với Tiffany. Hôm nay Tiffany rất là hân hạnh được vào đây để thâu một cái show rất là có hữu ích. Nhất là khi mà mình đầu năm mình muốn cho thân thể của mình làm như thế nào để mà mình có một cuộc sống không bệnh hoạn và mình không sợ mập hoặc là những cái bệnh hoạn nó sẽ tới với mình. Thì ai cũng bệnh nhưng mà mình có cách để mình kéo dài cái đời sống của mình, giống như mình sắc đẹp nè, giống như da, tóc, móng tay cho đến tất cả những cái gì trên người của mình đều do từ đâu ra, từ cái cách ăn uống của mình, cái đời sống của mình. Nên Tiffany, cái show của Tiffany gọi là Beauty Lifestyle. Là tại sao Beauty and Lifestyle? Tại vì cái sắc đẹp nó không phải chỉ là phấn son hoặc là mình dùng mỹ phẩm không, mà cái sắc đẹp nó từ trong ra ngoài. Thì cái sự ăn uống của mình nó rất là quan trọng, và mình làm sao để mình ăn uống đúng. Giống hiện tại bây giờ thì Tiffany đang ăn chay. Tiffany rất là thích ăn chay tại vì nó làm cho người của mình nhẹ nhàng, và nữa là nấu ăn nó rất là dễ, nên Tiffany rất là thích. Nhưng mà khi mình ăn uống mà cho nó kỹ đó, cho mình có một cái chất lượng đúng đó, mình phải uống thêm những nutrition, mình phải uống thêm những cái say sinh tố để mà cho cái sức khỏe của mình nó thêm những cái chất mà mình không có. Tại khi mà người của mình không có đủ chất thì mình sẽ không có sức để mình đi làm việc, đúng không nè? Rồi nên là mình phải cần biết cách dinh dưỡng. Thì khán giả của Tiffany quý mến thì khán giả cũng biết là Tiffany không phải chỉ là làm về sắc đẹp không. Trong 34 năm Tiffany đi dạy và đi đã học và đi dạy trong 34 năm về chăm sóc về da, về tóc, về tất cả những gì về sắc đẹp. Nên Tiffany còn là một người nutrition specialist. Tiffany đi học về một người chuyên môn về ăn uống và những cái nào là bổ, cái nào không bổ, hoặc là những cái thức ăn nó rất là quan trọng. Đối với Tiffany đó, thức ăn là một cái mà cái quan trọng nhất trong đời sống của mình. Tại vì nếu mình ăn không đúng thì mình mập nè, mình bị cao máu nè, tiểu đường nè, rồi da của mình xấu nè, tóc mình rụng nè, rồi mình có thể là sinh ra bệnh, rất là nhiều bệnh. Nên khi mình ăn uống rất là kỹ, tại nó phải qua cái đường giống như đường ruột của mình và gan của mình và những cái bộ phận trong người của mình, nên là chắc ăn một cái mà đối với Tiffany là rất là quan trọng. Thuốc men này kia đối với Tiffany thì không có quan trọng, là tại vì nếu mình ăn uống kỹ, mình lo kỹ và mình bổ dưỡng trong người của mình kỹ thì Tiffany nghĩ là cái bệnh hoạn nó tới chứ không phải không tới, nhưng mà nó tới một cách dễ dàng, chậm hơn, nó không có tới cho mình lẹ hơn. Ai cũng bệnh hoạn, ai cũng qua đó hết, nhưng mà mình cố gắng để mình giữ cái sức khỏe của mình hoàn hảo hơn. Nên là Tiffany nhận rất là nhiều về các bác, các anh chị đã gửi cho Tiffany email rất là nhiều và message, gọi điện thoại Tiffany và bao nhiêu cái câu hỏi đối Tiffany. Nên Tiffany cũng sẽ dành một ngày nào đó để Tiffany trong cái show Tiffany chỉ trả lời câu hỏi thôi, tại vì nhiều lắm, nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà có những cái câu hỏi mà hôm nay phần đông là có khoảng 35% trong những câu hỏi là hỏi về Tiffany ơi, quá thích Tiffany làm những cái show mà về ăn uống và nutrition, hoặc là những cái mà dinh dưỡng của Tiffany đã giống như say sinh tố. Thì Tiffany có làm năm trước, Tiffany có làm một cái show với giống như là làm về mà nutrition, về cách mà say sinh tố như thế nào, để mình dinh dưỡng như thế nào. Thì các bác, các anh chị có email và góp ý với Tiffany như thế này: Tiffany ơi, Tiffany có thể nào giải thích từng giai đoạn để say và cho nhiều cái recipe, là cho những cách sinh tố như thế nào? Thật ra cái sinh tố không ai dạy Tiffany cả, tại Tiffany cứ nghĩ là mình có những cái vitamin E, C,
A, B hoặc D hoặc là những cái vitamin khác nhau thì Tiffany cộng nó lại. Giống như nếu mà có chất chua thì mình thêm chất ngọt tự nhiên của trái cây hoặc là rau cải ra chứ không phải là đường. Nên Tiffany rất là nhiều email nói Tiffany làm sao làm show để mà chỉ dẫn hơn nhiều về sinh tố, và nữa là biết là Tiffany có những cái bí quyết. Tại Tiffany đi travel rất là nhiều, làm sao Tiffany có phải Tiffany đem cái máy sinh tố đi theo hay không? Thật ra không, tại vì Tiffany đi travel rất là nhiều, không có ở nhà nhiều, nên là Tiffany phải research, phải tìm hỏi những cái nào mà mình không cần phải say, nhưng mà nó cũng giống như say. Và hôm nay Tiffany sẽ hướng dẫn từ cái số 1, là hôm nay là part 1 ha, Tiffany làm sao nói từ từ và giải thích từ từ để cho quý vị không có nhiều quá. Tại lần vừa rồi Tiffany làm giống như một show như vậy, Tiffany làm đến 4-5 cái drink, 4-5 thứ say, nên có thể là nó nhiều quá, mình có thể bị tẩu hỏa nhập ma, đúng không? Nhiều giống như nhiều thứ quá, cái là mình bị lộn hoặc là mình quên đi. Nên á, là Tiffany hôm nay, Tiffany muốn là giải thích từ từ và mình đi từng đoạn ha. Tại vì cái show của Tiffany có thể coi coi hoài, mình cứ đi theo nó giống như mình coi phim bộ vậy á, thì thì rồi mình sẽ hiểu nhiều hơn ha. Thì Tiffany cũng nghe lời các fan, các khán giả của Tiffany, nên hôm nay Tiffany sẽ hướng dẫn. Thì đầu năm thì Tiffany sẽ hướng dẫn về cái thứ nhất là những cái sinh tố mà mình có thể đẩy ra độc tố mình uống mỗi ngày. Không phải đợi đầu năm mình mới làm, nhưng mà mình nên uống cái sinh tố này at least gì đó mỗi tuần mình làm, mình uống 2 lần hoặc 3 lần, hoặc là mình uống mỗi ngày cũng được, nếu mà mình cái bao tử của mình yếu hoặc là mình có nhiều mình hít vô trong không khí nó chắc như nào vi khuẩn nhiều, hoặc là những chất bội, những cái chỗ mà mình sinh sống nó có nhiều vi khuẩn, hoặc là đồ ăn của mình nó không có được tươi, hoặc là đồ ăn của mình ăn không có nhiều chất bổ. Thì thật ra những cái drink mà Tiffany nói trên đây, Tiffany không có học ở đâu, chỉ là Tiffany uống cho chính bản thân mình và mình thấy là nó hợp cho mình, nên Tiffany đem ra để mà hướng dẫn. Những cái mà ở trên cái bàn hôm nay đó là của Tiffany, từ nhà Tiffany đem tới đây. Giống như sáng nay Tiffany dậy, Tiffany đã làm sinh tố cho con trai, cho con của Tiffany uống trước khi cháu đi học, và chính bản thân của Tiffany uống. Nên là gia đình của Tiffany là thích sinh tố, và nữa nếu mà Tiffany không có thì giờ thì Tiffany làm cái sinh tố không cần phải say. Thì hôm nay Tiffany nói về đề tài là sinh tố chống những cái oxy hóa và chống những độc tố nhé, chứ không phải là những cái sinh tố. Có nhiều loại sinh tố, thật ra Tiffany có trên 122 cái recipe do Tiffany ra, là 122 loại sinh tố khác nhau. Càng ngày Tiffany càng bỏ thêm vào đó, tại vì cũng mong rằng cuộc đời của Tiffany sau này giờ Tiffany sẽ viết một cuốn sách hoặc là làm một cái video về sinh tố thôi. Tiffany nghĩ là sinh tố là giống như ăn uống vậy, nó sẽ cho mình nhiều chất lượng mà mình không phải cần nấu. Nên nó có những lớp, và Tiffany có học 2 lớp của Mỹ, là giống như là nó gọi là raw food, là giống như đồ ăn mà không cần phải nấu. Nó rất là hay, nên là mình chỉ cần là xay lên rồi mình ăn thôi, hoặc là mình giống như mình làm salad vậy đó. Nên nó rất là hay, nhưng mà Tiffany thích sinh tố hơn là tại vì nó vô trong người của mình không cần phải nhai, đúng không? Mà mình biết cái số lượng nó như thế nào. Thì trước hết khi mà vào xay sinh tố thì trước nhất là mình mua những cái bát như thế này. Tại đôi khi đó mình không biết bao nhiêu mình bỏ, thì Tiffany mua một cái bát như thế này. Cái bát này nè, là nó đối với Tiffany nó là giống như một cái chén vậy. Nếu mà mình cán chén ăn cơm là một cup, đúng không? Thì nếu mà nửa cái cup mà chưa giống như chưa có đầy lắm á, thì cái đây là nửa cup, đúng không? Còn nếu mà nó đầy như thế này đó là một cup. Thì giống như đây là một cup, đây là một cup nè, đúng không? Và đây là nửa cup nè. Thì cái gì mà nó không có
có đầy đó là nửa cốc thì mình mua những mình hoặc là nhà mình đã có chén ăn cơm rồi đó, nó rất là dễ đúng không? Thì Tiffany sẽ hướng dẫn từng giai đoạn. Thì hiện tại bây giờ Tiffany sẽ ngừng đây một chút, vài thông tin thương mại Tiffany trở lại với các bác các anh chị nhé, và giữ màn hình của Beauty and Lifestyle với Tiffany. Tiffany trở lại vài giây phút.